Hello, xin chào tất cả mọi người, và hôm nay mình sẽ cùng tất cả mọi người tô màu một bức tranh, và đó là những chiếc điện thoại thông minh và những tin nhắn tình yêu nha. Ok, và để đỡ mất nhiều thời gian của mọi người thì mình sẽ dẫn mọi người tô màu luôn được bức tranh này nhé. Và đây là bức tranh thứ ok, mình sẽ đánh dấu nha. Đó, mọi người tôi như mình nha. Ok nha mọi người. Ok. Ok nha mọi người. Ok. Ok, tôi đi nào. Ok. Người tô được không ạ? Cả tài sản hiện tại. Hơn tôi. Đây là chưa kể hôm nay về quê nữa. Về quê làm cưới đi thêm một hồi. Quay thôi. Chắc thay đồ đi đá bóng. Tại đợi gương tắm lâu quá, chắc anh chán rồi. Em không đi đá bóng thế. Anh có đá không? Đá vượt quậy, muốn xúc chết. Ở đây đi bóng gì quên rồi. Lại đi ăn ếch đi mọi người. Lên kìa, buồn kìa. Ăn mấy lần đầu nó cũng bằng xương xương với ông mấy bà mua đồ linh tinh rồi ăn. Với ông mấy bà mua đồ linh tinh ăn thì cũng thế. Giá thì, nó vẫn vậy. Ông đến các bãi mà cho em đi kiểm tra là đấy vì lần nào nó không có bị ạ. Chuyện bình thường hả? Ai? Tôi toàn ăn xong là đi vệ sinh luôn rồi. Đâu đấy là tốt mà tiêu hóa tốt mà. Không đâu, không đâu thì nhỉ. Đấy là bị vấn đề về dạ dày, không phải tiêu hóa tốt là ngày nào cũng ỉa, hiểu không? Nó không phải ăn xong rồi ỉa như thế. Tôi thì ăn xong tôi cũng đi, nhưng mà nó cũng tùy. Ăn xong rồi đi chơi gái hả? Ha. Đi nhưng mà đi chơi gái. Ừ. Cái chơi gái xong là bị vậy đấy. Ok nha mọi người tôi đi ạ. Để cho thầy bích tranh duy nhất trước thể cho mọi người xem nào. Anh nhá, làm video sai rồi. Hả? Sai gì? Làm video sai tập. Sai gì? Làm video thiếu tập. Sai thiếu tập là sao? Ví dụ tập này ông làm rồi xong ông lại làm tiếp hôm sau cái nhà này làm trường. Đâu? Tôi một phát làm tất cả các tập tôi nối vào mà. Xong hôm sau thì nó đâu chụp đâu. Tức là nó tất cả nó chỉ ghép được bằng vậy tập thôi chứ không phải. Tại của tôi nó có đâu nhiều như của ông đâu.
của tôi có hơn 100 tập. Bây giờ làm phim được tốt ạ? Có làm phim ta. Thanh ta thì nó còn nhiều tập. Không. Ok nha mọi người. Ok mọi người tô đi ạ. À. Có tô được không? Không tô được thì thôi. Tô nhỏ khá nhầm. Mình sẽ hướng dẫn mọi người tô nhanh nhất có thể nha. Ok. Để còn. Thật con gái. À. Chán nặng nặng không muốn nhiều đường nữa. Giờ chỉ muốn ăn muốn rồi nó ngoan là được. Nhưng mà muốn chơi gái không? Có. Đi đi chơi mà chơi. Thì vẫn ok. Chịu ơi, càng khó lắm. Ui. Facebook giờ nó hiện con què gì đây? Có nghe nha mọi người tôi đi ạ. Ok nha mọi người. Ok nha mọi người ơi. Mọi người tôi đi đâu rồi? Số đen. Ngựa mà làm kênh đã bị vàng tiền hết vàng tiền đến đập tay. Thế cứu. Hơi đen thôi. Chả còn từ gì diễn tả nữa. Đây là dạy kênh này đúng không? Cái phim này mới làm. Pata làm từ cái thời tôi bắt đầu làm rồi. Đâu không? Này là The First mà. Đi. Say The First. The First này, phim The First này. Là sao? Phim The First bán đậy đúng không? Ừ. Đúng không? Phim này mới làm mà. The First mới làm. Hơi đen, hơi đen. Ồ, cậu 900 nghìn. Đại đập thì thôi, hết cứu.
Ok, và video của mình đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo. Mọi người like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Bye bye.